Lão Bạch, Lão Bạch, nhìn thấy cầu quan bước tới thì rút đi, những người còn lại đổi chỗ cho nhau. Đi. Tình hình thế nào? Anh Đúng hả? Điều tra được chiếc taxi, kiểm tra camera, giống như anh đoán, phát hiện nhân vật mục tiêu là người nước ngoài gốc Ấn Độ. Lập tức gửi tin nhắn cho tôi. Điều tra được rồi. Gửi hình ảnh cho các anh em đi. Điều tra thông tin xuất nhập cảnh của hắn, lý lịch trên nghe. Yes sir. Xin chào, cho hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh? Tôi đi tham quan cái đã. Được, tự nhiên. Nhân vật mục tiêu, người nước ngoài gốc Ấn Độ, khoảng 30 tuổi, chiều cao 1m8. Phát hiện mục tiêu đã ở tòa nhà tư phòng xuống dưới, áo thể thao màu xám, nó màu đen, phải là màu đen. Kiều Mẫn, cô ở gần nhất, cô theo đi. Hả? Em chưa thử bao giờ hết. Hết thời gian rồi, mở điện thoại phát trực tiếp đi, tôi dạy cô biết làm liền mà. Ừ. Tất cả ngay đây, trong cơ phó vị trí, dần mở nước bật CBS, mở tới hỗ trợ, tôi hẹp phòng như bao giây. Mục tiêu của tính chất cảnh giác rất cao, tất cả cẩn thận một chút. Còn nữa, cho người lên đầu 10 kiểm tra túi đồ, có manh mối gì không? Nói về cậu đi. Trực giác nói cho tôi biết, người chỉ điểm của cậu không đơn giản chút nào, thậm chí có liên quan tới tổ chức đặc công trên thế giới. Sao cậu lại biết người này? Xin lỗi sếp, không thể nói được. Cậu không nói tôi không muốn ép. Tôi cảm thấy cậu có cảm nghĩ đặc biệt đối với mục tiêu lần này. Sếp Đinh đã kiểm tra thủ đô, không có phát hiện gì. Chắc chắn người này có người tiếp xúc. Nếu không có đồ để lại, chắc là hắn đã lấy đi một thứ rất quan trọng. Giả sử hắn thực sự là đặc công, nếu đổi ngược là cậu, bước tiếp theo cậu sẽ làm gì? Khi một nhiệm vụ thất bại, sẽ biết đối phương không dễ dàng buông tha bản thân. Chắc chắn hắn không tới những nơi mà bản thân không biết rõ, còn phải theo dõi sự thay đổi của môi trường bất kỳ lúc nào. Có gì thay đổi trong lòng của hắn biết rất rõ. Nếu phát hiện bị người ta theo dõi, chắc chắn sẽ giết người. Nhà hắn đã đi lòng vòng đó. Đằng trước có đông người, đừng để hắn cắt đuôi cô. Đi tới cái tư đằng trước. Lão Bạch tính tới giận.
Sếp Đinh, tôi còn 500m mới tới, tôi không kịp nữa. Mẫn à, hãy nhớ giữ khoảng cách với mục tiêu, nhất định không để hắn phát hiện. Mẫn, đừng có xoay người, đừng có nhìn giáo giác. Nghe đại ca nói đây, 5 giây sau cô Như có hẹn với bạn, đỗ taxi. Cố lên đi, cố lên đi. Giả bộ nói điện thoại, nói chuyện với bạn trai cười. Cười. Ờ, tới liền, tới liền, tới liền. Đợi một lát nha. Cô làm rớt đồ. Cảm ơn. Chạy đi, chạy đi.